Thông cáo báo chí về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nội dung cụ thể như sau. Ngày 2 tháng 5 năm 2024, Tổng Thư ký Quốc hội đã ban hành thông báo số 3568, thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Ngày 1 tháng 5, thông cáo báo chí của Tổng thư ký Quốc hội về việc cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc và tạm đình chỉ về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái. Nội dung như sau. Ngày 26 tháng 4 năm 2024, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1046, đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 theo quy định của pháp luật. Đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.